Nóng dã man nóng luôn mọi người ạ. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ đi ăn những cái món mà nó có thể mát hơn, làm mình mát hơn bây giờ, chứ bây giờ thật sự là nóng luôn ý. Hôm nay bọn mình đến một cái quán siêu rộng luôn, và cái món chính hôm nay bọn mình ăn đó chính là Thèn, chính là miến lạnh nha mọi người. Đầu tiên là sẽ cho một ít giấm chua này. Cái này là cái gì ta? Cho chị cái đấy nữa. Mặc dù cái này không biết là cái gì. Sau hai bước pha chế đơn giản thì cũng đã xong cái món miến lạnh của bọn mình rồi. Nhìn nó đơn giản thế thôi nhưng mà hơi bị ngon đấy nhá. Sợi miến của cái món này nó rất là dài và dai ấy, nên là đầu tiên là phải cắt nha. Bình thường mình mà đi ăn là cứ thế vồ vập ăn thôi ấy, nhưng mà tại hôm nay review cho mọi người xem nên là phải làm từng bước một. Cắt xong miến rồi thì trộn đều với cả nước nè. Nãy thì nhìn có một tí miến thôi mà trộn lên là nó đầy cả bát luôn, mọi người thấy không? Ăn miến lạnh thì ngon nhất là ăn cùng thịt nướng. Cái quán mà bọn mình đến ăn này thì bán nguyên một set miến lạnh và thịt nướng, đặc biệt là thịt nướng than hoa nha. Bạn nào mà ghiền miến lạnh thì nhìn đến đây là nước miếng tuôn trào rồi ấy. Cái đĩa màu trắng trắng này thì là củ cải muối nha mọi người. Bình thường ở bên Hàn ăn gà rán là sẽ có củ cải muối hình vuông, còn ăn miến lạnh thì không thể thiếu những miếng củ cải muối bào mỏng như thế này. Đầu tiên là sẽ lấy một ít mì nè cho lên, cho ít nước nữa, đặt một xíu miếng củ cải muối và cho thêm một miếng thịt. Thịt này hơi to nha. Nó kiểu nhá, cái mì này thì dai này, cái nước thì nó ngọt ngọt, thanh thanh, chua chua. Thịt thì rất là thơm nha, siêu thơm luôn đấy mọi người ạ. Còn đâu ăn rau thì nó lại giòn giòn. Nói chung là tất cả mọi thứ nó hòa tan trong miệng, ngon lắm luôn đấy. Lúc đầu là mình không có ăn được miến lạnh đâu nha, nhưng mà ăn dần thì quen, xong cuối cùng thành ghiền luôn cơ. Nhìn như thế này thì ai mà không ghiền cho được nhở. Mời mọi người ăn nha. Mình nghĩ là linh hồn của cái món này không nằm ở phần miến đâu. Vì theo mình biết thì có rất nhiều loại sợi miến, sợi mì có thể dùng cho cái món này, nên thứ mà làm nên tên tuổi của em nó thì nằm ở cái phần nước ý. Kiểu chua chua, thanh thanh, ngọt ngọt, xong lại còn có đá nên là rất là lạnh. Ăn mùa hè thì đã khỏi bàn. Và nếu như mọi người hòa tan cái phần lòng đỏ trứng luộc vào nước ăn nó sẽ ngon hơn. Theo mình thấy thì nó như thế. Ăn đỉnh đến cái mức không còn sót một cọng miến nào luôn ý. Và đặc biệt là cái phần thịt nướng ở đây nó rất là ngon, ngon xỉu mọi người ạ. Mùa hè đến rồi, đi ăn miến lạnh thôi. Và đây là tên của cái quán mà hôm nay bọn mình ăn, đứng số 1 Hàn Quốc về miến lạnh. Ê, ăn xong rồi giờ đi ăn gì nữa nhở? Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn bingsu đi. Mình ngày xưa ấy, ở Việt Nam ấy, cái món mà mình thích ăn nhất ở bên Hàn đó là bingsu. Nhưng mà chẳng hiểu ra từ khi sang Hàn thì được ăn đúng một lần rồi. Lần này đi ăn sẽ là lần thứ 2 nè. Bình thường là lười đi ăn ấy. Chứ thật ra bingsu ở bên này bán rất là nhiều. Và món thứ hai mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay đó chính là bingsu. Một món phải nói là quá quen thuộc đối với những bạn đam mê ẩm thực Hàn Quốc. Và theo mình biết thì ở Việt Nam bây giờ món này cũng được bán rất là nhiều. Quán hôm nay mình đến thì chỉ có 4 vị bingsu thôi: vị ngô, vị đậu, vị thập cầm và vị xoài. Mango bingsu hàn này ạ. Thường quán này chủ yếu là bán cà phê, nước ngọt với cả bánh thôi. Nhưng vì là mùa hè nên là mình có thấy bán thêm cả bingsu nữa. Mà mình thấy cũng hợp lý ha, tại vì mùa hè người Hàn ăn cái này rất là nhiều luôn ý. Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi nè. Vì bây giờ đang dịch nên là không được ngồi quá 2 người một bàn đâu. Thế là có lý do cho những bạn thích đi đánh lẻ. Lúc đầu mình tưởng tượng cái bát bingsu của mình nó sẽ rất là to cơ, nhưng mà nhận rồi không ngờ nó bé như thế này ý. Và tất nhiên bingsu xài thì cái thứ chủ đạo của nó vẫn là xài rồi. Nếu ai hay theo dõi mình sẽ biết mình là một người cực kỳ thích ăn xài chín. Món này đúng tủ luôn. Ở bên dưới thì là đá bào, sữa đặc với cả siro xoài. Có thêm một cái ly siro ở bên ngoài như thế này cho mình dưới lên nữa nè. Nhưng mà cái này hơi đặc nha, dưới nhiều thì nó sẽ bị ngọt quá ấy. Mình không biết, lỡ tay dưới quá trời luôn. Dưới lên rồi thì các bạn có thể trộn đều lên hoặc là cứ thế ăn cũng được. Giờ thì để mình thị phạm trước một miếng ha. Mình sẽ ăn thử cái phần đá bào trước, xem thử vị của nó như thế nào nhá. Phần đá bào của nó thì vừa thơm mùi sữa, vừa thơm mùi siro xoài. Nói chung là nó rất là xoài. Đến lúc mình ăn thử miếng xoài thì mình thấy xoài ở đây là xoài đông lạnh ấy, ăn nó hơi bị cứng. Nhưng phải chấp nhận thôi, tại vì bên Hàn đâu có xoài đâu. Cái này mà làm ở Việt Nam thì chắc chắn là hoa quả tươi hơn, ăn sẽ ngon hơn nè. Bingsu xoài nhưng mà được kèm thêm một chiếc kem dưa hấu nữa nha.
Đúng là mùa hè có khác, dưa hấu tràn lan khắp mọi mặt trận luôn rồi. Nhưng mà mình thấy cái kem dưa hấu này nó sẽ gần lại cái vị ngọt cắt của xoài ấy. Mình thấy ăn cũng khá là ổn, lần tới mình sẽ ăn thử các vị khác xem thế nào nha. Nay ăn kem dưa hấu nên là tự dưng thèm dưa hấu. Mình về đến nhà rồi xong lại phải chạy ngược ra để mua thêm quả dưa hấu. Dưa hấu mùa này cũng rẻ mà. Mua dưa hấu xong lại nhìn sang cái đống đào. Trời ơi, quả nó to kinh khủng khiếp ấy. Nhưng mà đắt xỉu. Đào nhỏ này thì nhà mình nhiều cực. Và đặc biệt nha, bên Hàn có cả mận đấy mọi người ạ. Mà giống hệt mận Việt Nam luôn. Nhìn sang cái đống cherry thấy tươi mơn mởn nên là cũng muốn mua thêm. Mà lại còn rẻ nữa chứ. Cái dưa lưới của Hàn thì nó ngọt với cả thơm xuất sắc luôn. Mình mới đang đi ngắm nghía một lượt thì quay ra đã thấy em mình nó lấy rổ nó chọn từ lúc nào rồi. Nó đam mê mua như thể nó quên mất việc người trả tiền là mình ấy. Vì mình thích ăn mận nên chắc chắn là phải chọn mận trước. Mình phải chọn tỉ mỉ từng quả một, mọi người biết lý do tại sao không? Vì giá của nó là 1.000 won, tức là 20.000 tiền Việt một quả nha. Ở Việt Nam 20.000 là mua được cả cân rồi ấy chứ. Nhưng thôi chấp nhận thôi, mình đang ở bên Hàn mà. Có cherry là mình thấy thích này, tại vì nó vừa rẻ lại còn vừa tươi nữa. Mua một cân về xong mai ra mua tiếp. Và kết thúc cái buổi mua bán bằng một quả dưa hấu nha. Bà chủ cực kỳ thân thiện nên là lần nào bọn mình mua cũng tặng thêm hoa quả. Thích ghê. Và đây là bộ dạng của bọn mình sau khi mua hoa quả xong. Quyết định đi taxi cho đỡ nặng. Nhưng chúng ta một hồi thôi. Cái này là đào của em. Đào này làm trà đào ngon này. Không. Cái này là mận nè. Trời ơi nhìn mận này. Cái quay gần nó mới thấy đặc sắc. Mận nè. Cherry nè. To bằng cả bàn tay của chị luôn ấy. Dạ. Cherry. So sánh một quả cherry với quả mận đi. Một quả cherry thôi. Đấy. Dưa hấu nè. Còn đây là táo nè. Đó. Mệt quá. Mua xong mệt quá thì bọn mình quyết định ra cửa hàng tiện lợi để thưởng cho bản thân mình một cái kem. Mùa hè nên là ăn kem dưa hấu nhá. Nhìn đâu tưởng kem thanh long không á. Thanh 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 thanh. Như cái màu xanh này là vị gì đó. Mình cứ nghĩ hai phần đỏ và xanh là hai vị khác nhau. Nhưng mà hình như là không phải, đều là vị dưa hấu cả. Cái màu đỏ thì nó cực kỳ đậm vị dưa hấu luôn ý. Cái phần màu đỏ thì là ngọt, nhưng mà không có ngọt quá đâu, ăn nó khá là mát ý. Còn những cái hạt đen đen kia thì không phải là hạt dưa hấu nha, mà là hạt đỗ đen. Nhai cũng thích mà lại còn kiểu cảm giác bùi bùi thơm thơm nữa. Nói chung mình thấy ở bên Hàn các loại kem hoa quả ấy thì luôn giữ được cái vị của loại hoa quả ban đầu. Có nghĩa là ăn vào là mọi người thấy mùi dưa hấu liền. Có mỗi cái phần màu xanh này là mình ăn mãi mình vẫn không biết nó là cái vị gì thôi à. Ăn thì nó hơi chua chua, lúc thì mình thấy nó giống nho, nhưng mà lúc thì mình thấy nó chẳng có cái vị gì cả ấy. Túm lại là ăn xong cái kem này rồi về ăn cái đống hoa quả vừa nãy là hợp lý nè. Hôm nay quanh quanh một ngày thì mình thấy cũng ăn khá được nhiều món. Mọi người có biết món gì ngon nữa thì comment bảo mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình và hẹn mọi người ở clip tới nhé.